30 tháng 4 anh em hội tụ từ các tỉnh thành cũng về đây. Hai ca cùng nói nhiệt huyết kết nối năm châu bốn bể ta kề tay. Chẳng đi đâu vừa là điểm nóng khi ở trước mặt là hai ca. Tháng 4 anh em hội tụ từ các tỉnh thành gom về đây. 2K đồng nấu nhiệt huyết kết nối năm châu bốn bể ta kề tay. Chẳng đi đâu gọi là điểm nóng khi ở trước mặt là 2K. Đương kim năm nay rất là gay gắt với người thống lĩnh là ai ta. Qua hàng xanh lượn xuống thanh đa thì mùa hồ đã điểm là canh ba. Dương khi mày lỡ đâm phải cẩn thận coi chân người cả cận là thanh tra. Lỡ có xui xui bởi hình sự bố thì có điều cần làm là chạy thật nhanh nha. Sự của mày có bao nhiêu lực tới cái ca hết mức luôn thôi, bị đạp là văng ra. Tăng ga tăng ga tăng ga tăng ga nào chúng ta cùng đạp cho hết tăng hai rồi tăng ba tăng ga tăng ga tăng ga tăng ga. Lượt hết mấy thằng nhóc rồi cân yeah. Không cần là các tụ điểm thường được coi là chốn thí, bởi vì bố bố nó đánh hơi giỏi tụi nó đứng đầu là nhốt ý. Điểm trách ai mà trách cái này yếu, đã chơi xe là phải đúng bài nếu. Tăng ga tăng ga tăng ga tăng ga nào chúng ta cũng đạp cho hết tăng hai rồi tăng ba tăng ga tăng ga tăng ga tăng ga. Hạ lần lượt hết mấy thằng nhóc là honey, hai bên tai là homie, họ dẫn bên tao dù cho mưa nắng hay là tao no money. Thứ tao cần là tình nghĩa, mặc dù cho mày chẳng có gì. Nếu thứ mày cần đó là danh vọng hay là tiền bạc thì mời mày chơi với món khề. Tao còn nhớ những lúc gặp này, nước mắt của tao trượt hàng dài. Còn mày thì sao, chắp tay cầu nguyện cho tao chiến thắng để trở thành tượng đài. Lúc như thế tao muốn từ bỏ cái thứ mà tao thường gọi là đam mê, để có điểm đến, để có thành tích hay cái gì đó. Đã được gọi là đam mê thì tao phải cháy, và tao không tiếc một cái gì đâu. Cũng giống như tình nghĩa anh em, cái điều cần thiết mà mày phải biết đó là vì nhau. Giống như tình nghĩa anh em, cái điều cần thiết mà mày phải biết đó là vì tăng nhau. Ga, tăng ga tăng ga tăng ga nào chúng ta cũng đạp cho hết tăng hai rồi tăng ba tăng ga tăng ga tăng ga tăng ga. Hạ lần lượt hết mấy thằng nhóc rồi tăng nha. 30 tháng 4 anh em hội tụ từ các tỉnh thành cũng về đây. Hai ca nung nấu nhiệt huyết kết nối năm châu bốn bể ta kề tay. Chẳng đi đâu vừa là điểm nóng khi ở trước mặt là hai ca. Đường kim năm nay rất là gay gắt, mấy người thống lĩnh là ai ta.